Hôm nay có một số sản phẩm đã qua sử dụng giới thiệu với các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ sớm, tại vì mỗi model chỉ còn có một chiếc thôi. HanoiLab thì các bạn biết là chuyên nhập hàng từ Mỹ về rồi, yên tâm là nguyên bản nhà sản xuất. Nên lý do là không bán nhiều máy cũ, thỉnh thoảng có đợt về mà hàng đẹp thì sẽ đem về một vài model mà nghiên cứu kỹ, phần lớn chỉ là những sản phẩm chuyên dụng thôi. Đấy, nguyên bản về thì cái thùng như thế này thì mình sẽ sơ qua cái cách đóng gói mà hàng công ty nhập về, chứ không phải nhập theo lô mà đóng tất cả các máy vào một cái thùng. Đây, để với mỗi máy vào về một thùng như thế này thì các bạn xem qua. Không, em mở cái này cho luôn cho. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái thùng công ty nhập về. Còn Thâm đến công ty thì hoạt động từ 2004 rồi, trong làng này rồi. Em cứ khui ra để xem cách đóng gói nó thôi. Khui vào nào. Đây là cái tem, các bạn để ý đây là cái tem là chuyên dụng của bên kia về. Khác hẳn đây là cái tem của bên đơn vị vận chuyển. Đấy, người ta dán đè lên. Còn đây là cái tem. Chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong. Có một số máy kia thì mình tháo ra rồi. Mỗi máy có 10 thùng như này, máy đảm bảo luôn. Các bạn lưu ý mua máy tại HanoiLab, máy đã qua sử dụng như máy mới là các bạn có 15 ngày trải nghiệm, nếu mà bị lỗi thì được đổi máy khác. Đấy, thùng đóng bên nước ngoài đóng rất là cẩn thận, chắc chắn là máy đi về là sẽ có sạc rồi. Đó, đây người ta đóng rất là cẩn thận này. Ok, chúng ta sẽ trải nghiệm luôn hình thức máy này. Để xem hình thức, chủ yếu video này để các bạn xem là máy đã qua sử dụng công ty nhập về là cái hình thức nó như thế nào. Nguyên bản là không có sửa chữa tân trang gì cả, hình thức như này tương đối là đẹp. Tất nhiên là cũng có chiếc đẹp, có chiếc bị chày, nhưng mà phần lớn là hàng đẹp hết. Grade A. Chúng ta xem tổng quan ở bên trong bàn phím. Trước đây là máy gì? Con này con gì đây? Là tiêu rồi nhưng mà E6320. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng trải điểm qua một số máy mà công ty đang có sẵn. Cái việc vừa khui ra là E6320 thì thông tin cấu hình và giá được cập nhật trực tiếp trên website luôn. Hôm nay video chỉ là để các bạn xem mẫu và những cái điểm nhấn nguyên bản như này, có Windows bản quyền, tem Windows bản quyền luôn. Đó. Các bạn ý kỹ, những con ốc này là không bị tháo gì ra cả, nguyên bản hết. Đó, máy qua sử dụng, video này không phải quảng cáo sản phẩm cả, giới thiệu mẫu thôi. Thì chiếc cậu em vừa mở tương đối là đẹp, hình thức bên ngoài. Cái tiếp theo đây không, cái bên cạnh này. Đấy, cái đấy là con gì này? Chúng ta sẽ xem qua hình thức của chiếc 6320. Ok, đây tổng quan sản phẩm. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng sản phẩm, mình cập nhật vào đúng cái sản phẩm để các bạn xem mẫu hình thức luôn. Các bạn vừa xem mình giới thiệu tổng quan là những sản phẩm mà đã qua sử dụng của nguyên bản công ty nhập từ Mỹ về, giá thành từ 5 đến 10 triệu tùy theo cái sản phẩm tình trạng. Riêng có chiếc 14.700 đây là khủng nhất, đây là trên 10 triệu. Thì một cái nhận xét tổng quan như sau, có nghĩa là lô hàng này về thì hình thức từ về cái phần cứng là nguyên bản rồi, mình vừa view rất là chi tiết cho các bạn xem về cái ngoại hình sản phẩm, cái không có dấu hiệu bị sử dụng nhiều, bị mòn, phần lớn là còn rất là đẹp. Đấy là cái dấu hiệu nhận biết trong bàn phím. Một tin vui nữa là tất cả những sản phẩm chuyên dụng này đều được trang bị khe docking, khe cắm mở rộng. Đấy là cái yếu tố phụ thôi, nhưng mà cái chính mình dùng ở trên bàn phím là máy nào cũng được trang bị bàn phím sáng hết, tất cả các máy đều được trang bị bàn phím sáng. Cái thông tin này rất là tiện cho người sử dụng. Mình đi qua một lượt bàn phím nữa thì đấy là cái video giới thiệu về những sản phẩm đã qua sử dụng. Các bạn quan tâm thì qua đây sớm. Mỗi một sản phẩm có một chiếc thôi, hình thức tương đối là đẹp. Tốt nhất là các bạn cứ tới trực tiếp, tới sớm thì có sự lựa chọn, tới muộn thì còn chiếc nào lấy chiếc đấy.